Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, khẳng định một nhân cách lớn, coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, giữ vững nguyên tắc, sống trọn đời vì nước, vì dân, có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng và đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Đồng chí luôn luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc vượt qua nhiều thác gành thử thách, vững bước tiến lên. Đồng chí là một nhà tư tưởng, nhà văn hóa, là ngọn cờ lý luận của Đảng, đặc biệt quan tâm xác định những tầm nhìn chiến lược của Đảng và của dân tộc, kiên định các vấn đề có tính nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí thực sự là trụ cột dẫn dắt công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và với chế độ. Đồng chí cũng là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, phong cách làm việc tận tụy, dân chủ, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người. Đảng và nhà nước ta đã trao tặng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Đảng, nhà nước và của nhân dân đối với những đóng góp công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế tục và phát huy thành công sự nghiệp